Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hà Nội cách ly tại nhà 14 ngày người về từ vùng dịch từ 18 giờ ngày 7 tháng 7. Chiều ngày 13 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn 225 SITNVI gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch. Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 5533 BITMT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, công điện số 14 CD-CTUBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Tiếp theo, công văn số 222 SITNVI ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế Hà Nội về tăng cường giám sát người về từ vùng dịch. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác từ 7 ngày lên 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương lưu trú. Sau đó, người về từ vùng dịch phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Việc điều chỉnh thời gian cách ly, thời gian lấy mẫu xét nghiệm được áp dụng đối với người về từ vùng dịch từ 18 giờ ngày 7 tháng 7. Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Do vậy, Bà Rịa Vũng Tàu cần phải theo dõi sát người từ các địa phương giáp danh này về địa phương, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng ách tắc, nhất là thiết bị phục vụ sản xuất, nông sản thực phẩm. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong khi kiểm tra làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối qua. Tính đến thời điểm này, Bà Rịa Vũng Tàu có 204 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó có 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng với 15 chuỗi lây. Hiện tỉnh đã có 21 cơ sở cách ly tập trung với sức chứa hơn 4.900 người. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để chỉ đạo của Trung ương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Đối với khu vực sản xuất, nếu đủ điều kiện thì cho phép hoạt động, không đủ điều kiện thì kiên quyết tạm dừng sản xuất, tạo điều kiện tối đa để công nhân ăn nghỉ trong nhà máy. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường phân bổ vaccine cho các địa phương trọng điểm của Đông Nam Bộ, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu. Làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn, nơi đang triển khai dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam với hơn 11.000 công nhân của các nhà thầu và các nhà thầu phụ đang làm việc tại dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch, chủ động xây dựng phương án cấp bách và tổ chức thực hiện tốt trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Phó Thủ tướng cũng đã kiểm tra cơ sở cách ly y tế ở ký túc xá trường Cao đẳng Dầu khí, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, thông qua xét nghiệm nhanh các doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, cơ quan y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 275 ca nhiễm COVID-19. Thông tin được lãnh đạo Sở Y tế thành phố đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua ngày 12 tháng 7. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, với độ chính xác của test nhanh so với xét nghiệm PCR, hiện nay thì 275 ca này có thể coi là F0. Hiện Ủy ban nhân dân quận 7 đã thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với khu chế xuất Tân Thuận bắt đầu từ hôm nay, ngày 13 tháng 7. Trước đó, ngày 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận 7 có văn bản gửi ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận đề nghị thông báo đến 29 doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận có công văn nghi nhiễm SARS-CoV-2 tạm thời phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch. Đồng thời, các đơn vị xem xét tạm ngừng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Khu chế xuất Tân Thuận có 250 công ty với khoảng 60.000 lao động. Trước đó, ngày 7 tháng 9, hai doanh nghiệp trong khu chế xuất với gần 2.000 công nhân quyết định tạm ngừng hoạt động 15 ngày để phòng dịch. Thưa quý vị, sáng nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều. Đây là lô vaccine thứ tư sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam và dự kiến đến sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2021.
Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều. Tính đến sáng ngày 13 tháng 7, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine phòng COVID-19 riêng ngày 12 tháng 7. Đã có thêm 15.901 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã được phân bổ gần 55.000 liều vaccine Pfizer và trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ nhận tiếp 1 triệu liều vaccine Moderna. Với hơn 1 triệu liều này, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm, nhưng đối tượng tiêm đã được thay đổi, đặc biệt là người nghèo. Thông tin được đưa ra tại buổi họp về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua. Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối qua, đại diện Sở Y tế thành phố cho biết thành phố sẽ thay đổi đối tượng ưu tiên tiêm vaccine, trong đó đặc biệt sẽ chú trọng đến người nghèo. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa shipper vào danh sách đề nghị ưu tiên bởi đặc thù công việc đi lại và tiếp xúc nhiều của họ. Nhưng mà đợt này chúng ta sẽ ưu tiên cho cái người mắc bệnh mãn tính, người già trên 65 tuổi, đó là đối tượng ưu tiên khá là đưa lên cao nhất. Kế đến đó là những đối tượng người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội là cũng là trong nhóm đối tượng ưu tiên trong đợt này và ưu tiên một. Cái thứ ba là các đối tượng là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiện ích, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư và nhiều các cái ngành nghề khác. Một số người quan tâm là shipper. Nếu như mà chúng ta trong thực hiện như lực lượng hàng hóa shipper thì một số đơn vị mà Grab hoặc là người ta cũng đề xuất, thì này chúng tôi cũng sẽ có cái đang tổng hợp nhu cầu cùng với Sở Công Thương, báo cáo về Sở Y tế để có cái tổng hợp đánh giá theo thứ tự ưu tiên, mà những cái nhóm này thì chúng tôi cũng đề nghị sẽ ưu tiên. Bên cạnh người nghèo, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa người già có bệnh nền vào diện ưu tiên. Ngoài ra, thành phố sẽ điều tiết các điểm tiêm cũng như công tác hậu cần được đảm bảo và an toàn. Để đảm bảo cho cái công tác an toàn tiêm chủng thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục tổ chức đó là những cái đội tiêm bao gồm đầy đủ như các cái điều dưỡng, bác sĩ khám sàng lọc, rồi cái tổ mà theo dõi sau tiêm, và đặc biệt đó là chúng ta vẫn cơ cấu các bác sĩ cấp cứu để phòng ngừa các cái sự cố sau tiêm xảy ra, và đồng thời cũng bố trí các cái vị trí xe cấp cứu để có thể cấp cứu cách nhanh nhất. Dự kiến việc tiêm vaccine lần này của thành phố diễn ra trong thời gian từ 2 đến 3 tuần tại 312 trạm y tế quận huyện, và mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm tiêm khác. Để đảm bảo giãn cách, thời gian tiêm sẽ diễn ra trong các khung giờ 8 giờ đến 13 giờ và 15 giờ đến 20 giờ hàng ngày trong suốt thời gian triển khai. Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 61 ca dương tính mới. Hiện nay các ca bệnh và chùm ca bệnh trên địa bàn cơ bản đã được khống chế. Chỉ riêng chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long có thể ghi nhận thêm ca mắc mới trong vài ngày tới. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội với các quận, huyện, thị xã diễn ra vào chiều tối qua, lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lên phương án chống dịch tại các khu công nghiệp và khu chế xuất của Hà Nội. Tính đến chiều ngày 12 tháng 7, ổ dịch tại huyện Đông Anh đã xác định được 29 F0, 331 F1, trong đó 18 trường hợp là người của công ty Xây, 1 trường hợp của công ty Molex và công ty Meda, 6 trường hợp, gồm 3 người nhà. Ổ dịch tại huyện Mỹ Đức đã điều tra được 9 F0, 166 F1, dự báo có thể tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới tại khu công nghiệp. Vì vậy, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên cho công nhân của các công ty đã ghi nhận ca bệnh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Hiện nay thì đối với công nhân của công ty Xây thì đã quyết định, xã đã có quyết định cách ly 14 ngày. Thế còn những cái người liên quan vì nó ở trong phòng trọ, đề nghị thành phố cho phép là xét nghiệm các cái công nhân ở các công ty khác mà ở cùng với khu trọ. 24/24 thì tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công nhân phải ký cam kết không rời khỏi khu công nghiệp, thành phố và hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho người liên quan đến vùng dịch, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, vì hiện đã xuất hiện 23 ca bệnh liên quan đến địa phương này. Các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Yêu cầu các doanh nghiệp gắn trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp
trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sắp tới chúng ta tổ chức cái việc diễn tập các cái tình huống phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp. Thành phố cũng dự kiến đưa một số đối tượng vào nhóm nguy cơ cao để đánh giá và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có lái xe công nghệ, lái xe taxi, giao hàng, đồng thời tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất với thời gian ngắn nhất nhưng an toàn nhất. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến đảo Phú Quốc từ tháng 10 năm 2021, thời gian kéo dài 6 tháng. Đề xuất trên được nêu trong dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang đang được lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Cụ thể, trong 3 tháng đầu, Phú Quốc sẽ thí điểm đón 2.000 đến 3.000 khách mỗi tháng thông qua chuyến bay thuê bao, phục vụ khách trong phạm vi địa điểm hạn chế. Giai đoạn 2, quy mô sẽ mở rộng từ 5.000 đến 10.000 khách mỗi tháng có thể đón khách qua chuyến bay thương mại. Khách quốc tế muốn đến Phú Quốc sẽ phải có chứng nhận đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 và được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Mục đích của đề xuất này là từng bước phục hồi thị trường du lịch quốc tế đến Việt Nam, khôi phục ngành du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn hấp dẫn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Công an thành phố Hà Nội vừa công bố chi tiết 22 chốt trực lập ở các cửa ngõ đường bộ, đường sông để kiểm tra, kiểm soát xe, người ra vào thành phố thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các chốt trực này bắt đầu hoạt động từ sáng ngày mai 14 tháng 7. Cùng với lực lượng công an, liên ngành trực chốt sẽ bao gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế, quân đội, chính quyền, quận, huyện. Các chốt sẽ trực 24 trên 24 giờ thực hiện 5 nhiệm vụ bao gồm kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân, riêng đối với các tỉnh giáp danh có dịch phải kiểm soát cả xe máy, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Dừng xe đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ. Tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày 13 tháng 7. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.